And now we have a hotline from Hiền Thục in Âu Lạc, also known as Vietnam. Kính chào đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Con là đệ tử của sư phụ. Con trai của con năm nay 6 tuổi. Bé đã thuần chay từ trong bụng mẹ nhưng chưa thọ pháp. Khi sư phụ chia sẻ rằng nếu muốn cứu thế giới, Minh Sư sẽ phải chết ngắn hạn hoặc có thể chết luôn, thì vài ngày sau, con trai của con có một thể nghiệm nội tại. Bé kể lại như sau. Hôm đó, con ngồi thiền thấy, con đứng trên hoa sen. Hoa sen đưa con đến chỗ có ba hố, có màu vàng, đen và tím. Lập tức, hố màu vàng hút con vào và đưa con đến một ngôi chùa. Con nhìn thấy sư phụ là một bức tượng màu vàng tỏa sáng và to như tòa nhà cao tầng. Con thấy đầu của sư phụ bị nứt ra, rồi từ chỗ nứt có một hoa sen mọc lên. Sau đó, sư phụ chuyển động đứng dậy, âm thanh nghe rầm rầm, rung động cả mặt đất. Con sợ quá, nên chạy đến ôm sư phụ, nhưng sư phụ quá to lớn, nên con chỉ ôm được cái bắp chân của sư phụ thôi. Và một hôm trong lúc thiền định, toàn thân con phát sáng, ánh sáng màu vàng, cái đầu trọc của con lại sáng hơn cả người con nữa. Con thấy sư phụ kêu con đi xuống địa ngục cứu người đi. Lúc con xuống địa ngục thì nhìn thấy ngục lửa to, rất nhiều người bị quỷ hành hình. Con quỷ có bộ râu màu đỏ, có hai sừng và hai cái răng nanh rất dài. Quỷ nói với con là đi về đi. Thế là con bay trở lại thiên đàng bằng một đôi cánh để mách với sư phụ là quỷ không cho con cứu người. Lúc đó, sư phụ lấy cây thánh giá ra, vẽ xuống mặt đất một vòng tròn nhỏ. Tự nhiên có một cầu thang bằng hoa sen hiện ra, từ trời xuống địa ngục. Ánh sáng chói chang của cây thánh giá làm con quỷ không nhìn thấy và bịt mắt lại. Lúc đó, cả ngục lửa được sư phụ cứu hết. Sau đó, sư phụ dùng thánh giá vẽ ngược vòng tròn lại, làm cho cái lỗ đi xuống địa ngục đóng lại. Đây là thể nghiệm nội tại của con trai 6 tuổi của con, Hiền Thục từ Âu Lạc hay Việt Nam. Humble Hiền Thục, thank you for sharing your son's amazing inner vision. Even without being initiated yet, his connection to the spiritual world is remarkable. He is fortunate to have been raised as a vegan by an initiated person. It shows how we can help our families become closer to the divine through our practice. Especially the most innocent youth like your pure son here. The immense power of our most beloved master was on full display in his vision as well. Truly, we are all so blessed to be under her loving guidance and care. May you and the neighborly people of Âu Lạc or Vietnam awaken the great wisdom within, Supreme Master TV team. No animal needs to be harmed or die for us to enjoy all the flavors and textures we have grown up with. Choose from all the compassionate brands all around us. Jaya Lakshmi Rai, vegan. We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.